Vâng, lại là Vũ Duy Ô Tô với chương trình những chiếc xe giá rẻ hợp lý cho mọi nhà. Và đầu tiên riêng chiếc xe này thì các bác chỉ cần có tầm khoảng 220 triệu là các bác rinh được em này về rồi. Vâng, rất là rẻ so với tầm giá luôn. Chỉ cần 220 triệu thôi các bác nhá. Trước mặt các bác đang là một chiếc Honda City sản xuất năm 2022. Vâng, xe mới chạy được có tính ra là 3 năm thôi. Và đây cũng là một chiếc xe gia đình, người ta chạy hơi nhiều một chút nhưng mà được cái chất xe vẫn còn zin tuyệt đối cho anh em. Một mẫu xe ngon lành cành đào đến từ thương hiệu nhà Honda. Và đây là một chiếc xe Honda City, dáng dài, rộng rãi, thoải mái, ngồi rất là sướng luôn. Phân khúc hạng C, hạng D xin lỗi bác. Vâng, số tự động, máy 1.5, tiết kiệm nhiên liệu, ăn xăng khoảng tầm 5,6 lít đối với đường trung bình. Và đây cũng là một chiếc xe hoạt động vô cùng bền bỉ, ăn xăng ít, khấu hao ít. Và các bác mua những cái dòng này thì nói các bác thực sự là không hề lỗi mốt tí nào. Xe mua mới hơn 500, gần 600. Thế nhưng mà bây giờ các bác chỉ cần bỏ ra tầm khoảng full tiền là 439 triệu đồng là các bác đã có ngay được chiếc Honda City màu sơn đen, nội thất màu đen, rất là mượt mà, trẻ trung, mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt là Honda thì nó quá bền bỉ, tại thị trường Việt Nam thì ai cũng biết rồi, tên tuổi của Honda nó được gắn liền quá nhiều rồi. Và xe thì còn đang có mặt tại em Vũ Duy, vừa mới về xong. Em phải vào tận trong Cần Thơ bốc được chiếc xe này về, cho lên xe lồng, chuyển về đây dọn dẹp lại. Và bây giờ lại lên sóng truyền hình cho các bác luôn. Thế nên các bác nào mà cảm thấy mà yêu Honda City, muốn mua một chiếc xe giá rẻ vừa phải, muốn mua một chiếc xe cứng chất, zin tuyệt đối, thì em mời các bác qua xem xe ngay tại Vũ Duy Ô Tô, Quán Toàn, Hồng Bàng, Hải Phòng. Đấy, chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà, tất cả các loại từ rơi vào tầm khoảng 10-20 triệu cho đến 2 tỷ đồng em vẫn bán nha. Vâng, 2 tỷ đồng thì là con Hồng Kỳ H9. Thế còn vài chục triệu thì ví dụ như con hôm nọ là em bán con Fiat Tempra của Ý là em bán đúng có 16 triệu thôi. Thế nên là bác nào mà cảm thấy mà yêu, bác nào mà cảm thấy mà thích những cái dòng xe này, muốn mua những chiếc xe giá rẻ thì các bác một là mua con này, hai là các bác đăng ký kênh để theo dõi những cái cập nhật, những cái mẫu xe mới nhất tại cửa hàng em Vũ Duy. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là hợp lý. Đấy, rẻ hơn anh em thị trường ấy, tầm khoảng 30 triệu rồi. Và xe thì vẫn là zin tuyệt đối cho anh em, là anh em check hãng thoải mái cho anh em. Anh em nào mà yêu, muốn mua một chiếc xe cứng chất thì mời anh em qua xem xe. Hồ sơ giấy tờ thì em đã rút hồ sơ rồi nhá. Và xe này thì mang biển gốc Cần Thơ. Đấy, cái này là phải vào trong đấy mua xe. Thế là đâm ra là bây giờ thì bên nhà em đã về đến đây dọn dẹp hết rồi. Các bác về là bây giờ các bác chỉ việc ra tên bấm biển thôi, trong ngày thôi, rất là đơn giản và nhanh chóng luôn. Hồ sơ pháp lý đàng hoàng, tôn vỏ sơn si của xe thì đồng sơn đều. Và xe thì cam kết đảm bảo các bác là không có đâm đụng, không tai nạn, ngộp nước, phạt nguội, thủy kích các thứ là không có luôn. Cái xe này thì bên nhà em đang có mặt tại Quán Toàn, Hồng Bàng, Hải Phòng. Nên là bác nào yêu thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn nhá. Vâng, không như mọi khi thì em sẽ giới thiệu review ngay từ đoạn sau cốp chở xe đây. Em này điểm trừ đó là không có mắt cảm biến phía đằng sau, nhưng mà bù lại thì lại có một cái camera lùi. Đấy, camera lùi rất là sắc nét luôn. Đấy, đảm bảo cho các bác việc lùi xe rất là an toàn. Hệ thống đèn led định vị form mới nhá, đèn led thiết kế mới này, rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn này, cái thiết kế đèn led này, riêng ban ngày, ban đêm ấy ạ, mà bật cái đèn này lên, đây em xin phép sẽ bật đèn lên. Đấy, thì là các bác sẽ nhìn thấy cái led này, nó sáng nhìn rất là phê. Đấy, các bác nhìn này, đấy, led sáng nhìn rất là phê và mê luôn. Đấy, không chê được câu nào nhá, hai bên hậu sau đây, led đây. Đấy, led à. Đấy, các bác nhìn nhá. Rồi, em sẽ tắt cái này đi vì nó liên quan đến cái bóng pha ở phía đằng trước. Bóng pha của em này thì đang là bi projector. Vâng, bản này bản G thế là nó sẽ không full kịch như là Honda City bản top rồi. Thế nhưng mà bản G thì nó cũng chẳng thiếu cái gì. Các bác nhìn này, lỉ lót này, rồi chỉ keo cánh là zin. Đấy, cánh zin hết cho các bác nhá. Và kể cả những cái dấu này nó còn nguyên luôn. Đây, các bác nhìn toàn bộ dấu này, đấy, còn nguyên bản, đấy, chưa có động chạm gì cả. Xe thì còn cứng nét và cái sàn nỉ của xe thì rất là sạch. Cái chỗ này thì các bác có thể để được cực kỳ nhiều đồ. Nhìn bên ngoài tưởng là để được ít nhưng mà ai ngờ là cái cốp đằng sau. Đây các bác nhìn nè, nhìn bên ngoài mình tưởng là nó chỉ để được tầm từ bình xăng đến đây thôi. Nhưng mà nhìn vào bên trong thì đây các bác nhìn này, nó quá rộng luôn. Chiều rộng lớn nhất là 1m1, chiều rộng lớn này là 1m4. Các bác có thể để được cực kỳ nhiều đồ. Và cái khoang này thì nó kéo cao là tầm 60 phân nhá. Đấy, thế còn lót sơ cua, lốp sơ cua này. Đấy, lốp sơ cua của xe đây. Cái này thì cũng đã hạ rồi.
Thế nhưng mà được cái là lốp sơ cua thì chắc chắn dày dặn, lót lòng thùng như này. Đồ kích lốp tháo mở của xe là còn nguyên. Đấy, các bác yên tâm là không phải nghĩ ngợi gì. Sàn lót phía đằng hai bên này. Đấy, sàn lót phía hai bên này. Các bác nhìn nhá. Đầy đủ đàng hoàng, không thiếu một cái gì luôn. Vách lòng cốp này. Đấy. Em này thì nói chung là độ đẹp thì khỏi bàn rồi. Chất cứng rồi và giá cả thì vô cùng phù hợp. Như chiếc xe này thì em đang bán là giá của nó là 439 triệu đồng cho chiếc Honda City bản G. Đấy. Bản G thì nó sử dụng mặt ca lăng là nguyên một cái thanh chrome rất là to. Đấy, nhìn rất là phê, khỏe khoắn, trẻ trung. Về phần pha thì là vẫn sử dụng đèn halogen pha, halogen pha. Nhưng bên này là sử dụng bi projector pha, nhưng mà vẫn là halogen nhá. Đấy, các bác nhìn này, thiết kế led mí định vị này. Đấy, rất là phê. Và cái hốc gió này thì lại là hốc gió giả. Em hơi buồn vì cái thiết kế này của nhà sản xuất, nó lại là hốc gió giả các bác ạ. Vâng. Hốc gió thì hơi buồn. Thế còn cản trước của xe thì nan cản này, các bác nhìn này, nan cản của nó này còn nguyên, tất cả nan nó còn nguyên nhá. Đấy, hốc gió này. Và đồng sơn xi hai bên sườn của xe thì không có chảy xước. Đấy, không hề chảy xước tí nào. Các bác mà mua những cái dòng như thế này thì rất là hợp lý cho gia đình, rộng tiện bền. Và Honda City là một cái dòng xe mà rất là giữ giá. Em này bán nó 439 triệu thôi. Đấy, chứ bình thường mua mới của nó đã hơn 500, gần 600 rồi. Đấy, còn các bác nào mà muốn mua một chiếc xe Honda City bản top thì nó sẽ cao hơn nữa cơ. Đấy, dàn lốp Venture, lốp Venture The Van. Cái lốp này thì cũng tương đối là dày. Đấy, lốp dày luôn này. Toàn bộ dàn lốp dày. Đấy, bốn quả là như nhau nhá. Nên là các bác yên tâm là không phải thay thế gì rồi. Lốp của xe đang sử dụng là lốp 185-60. La răng 15 đa chấu. Đấy, 15 phanh đĩa 4 bánh luôn. Đây, phanh đĩa này. À, phanh đĩa 2 bánh trước, xin lỗi các bác. Vâng, phanh đĩa 2 bánh trước nhá. Và đằng sau thì là phanh tăng trống. Đấy. Còn lại là toàn bộ lốp thì không cần phải nghĩ ngợi luôn. Lốp rất dày. Đấy. Và cua lốp ở phía sau xe thì 2022 thì cua lốp thì không mục mọt, nhưng mà cái này em cứ quay cho các bác để các bác xem thôi. Còn về phần chỉ cánh của xe thì đảm bảo cho các bác. Em này thì được cái điểm cộng đó là nội thất ghế của nó vẫn còn rất là đẹp anh em nhá. Là nội thất ghế này nó còn căng luôn, ghế vải nó còn căng cứng luôn, và toàn bộ các cái độn cao su thiên nhiên ở phía dưới nó rất là chắc, ngồi nó không bị chìm, thế là rất là sướng rồi. Túi khí an toàn này ở ngay ghế cũng có. Đấy, không thiếu cái gì nhá. Và đây là bản 4 túi khí, có túi khí vô lăng này, túi khí người phụ, và hai cái ghế ở hai bên này đều có túi khí. Đấy, ghế kia các thứ là ok. Sàn là da. Đấy, sàn da còn đẹp này. Và bên dưới lót sàn đây anh em nhỉ. Đấy, nó vẫn còn sạch sẽ như này. Đấy, lót sàn chống bẩn này. Và bàn đạp chân phanh ga thì hơi bẩn tí. Vâng. Đấy, bản lề ốc là chưa có động chạm nhá. Ốc dấu là còn nguyên. Nói chung là với cái dòng Honda thì về chất lượng thì khỏi bàn rồi. Độ bền bỉ thì quá cao rồi. Và chỉ có mỗi cái là keo chỉ thì có zin hay không. Thì đây, keo chỉ zin thôi anh em này. Cánh này là chỉ zin hết nhá. Vâng, zin hết, kể cả mép chỉ dưới, mép chỉ trên. Và gioăng cao su. Nói chung là anh em thích xe cứng chất thì đương nhiên là giá tiền nó cao. Thế nhưng mà như chiếc xe này thì em bán giá rất là hợp lý cho anh em luôn. Chỉ có 439 triệu đồng cho chiếc xe này thôi. Đấy, một chiếc xe Honda City bản G 2022. Đấy, chất đẹp. Đấy, máy số ngon lành gành đào, êm thin thít, nổ thì thầm. Máy 1.5 và cái khoảng không gian phía đằng sau của xe thì tương đối là rộng. City nó vẫn là gọi là vô địch về rộng rãi cho cùng cái phân khúc hạng B rồi. Thế nên là anh em mà mua những cái dòng như thế này thì gia đình thoải mái, vợ con ngồi đằng sau cũng rất là thoải mái luôn, không bị chật bí tí nào. Đấy, xe thì em đang bán giá ok. Và tôn vỏ, anh em này, tôn vỏ cánh này, ok. Xe bên em thì chuyên bán những cái dòng xe trên kênh YouTube. Thế nên là bác nào mà quan tâm muốn theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về cửa hàng ấy ạ, thì các bác cứ đăng ký kênh và bấm vào nút quả chuông nhận chuông thông báo khi mà có những cái mẫu xe mới được cập nhật về cửa hàng liên tục tại em Vũ Di Ô Tô. Bên nhà em thì thực ra là có rất nhiều xe. Đấy, siêu thị ô tô lớn nhất cả nước với hơn 500 đầu xe. Anh em có thể lựa chọn được rất nhiều các cái loại phân khúc, từ 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ cho đến 12 chỗ. Và xe thì đủ các loại. Đấy, giá rẻ cũng có, giá cao cũng có, anh em tha hồ lựa chọn. Và mời anh em là qua trực tiếp cửa hàng xem xe,
Nếu như anh em cũng đang phân vân về từ tầm tiền cho đến anh em phân vân về giá cả thì mời anh em qua tham khảo trực tiếp luôn nhá. Đấy. Đấy, sơn si đẹp, ốc áp chuẩn chỉ và xe thì nói chung là về chất thì tương đối là ok. 2022 thì đến nay mới được có 3 năm thôi. Nhưng mà với cái chất xe như thế này thì thực sự là cũng là một chiếc xe tương đối là giữ gìn. Và em này thì được cái là cũng sử dụng đèn nổ start top thông minh. Đấy, máy rất là êm. Đây, em đèn nổ này. Đấy, máy rất êm, vòng tua thấp nhá. Và đặc biệt là xe là có chế độ econ, tiết kiệm nhiên liệu, màn hình cam lùi các thứ đầy đủ. Đấy, không thiếu cái gì. Có cam lùi cho anh em này. Đấy, điều hòa auto hiển thị số nhá. Và cái màn này là màn zin của hãng luôn, chứ không phải màn lắp độ của mấy bác xe Android của Trung Quốc. Nhưng nói thật các bác, chứ với em màn Android Trung Quốc nó vẫn đẳng cấp. Đấy, trông vậy thôi, nó cũng chỉ ngang bằng cái điện thoại có hơn 3 triệu thôi. Thế nhưng mà nó chả thiếu cái gì. Đấy, không thiếu một cái công nghệ gì luôn. Các bác thích cái gì có cái đấy. Đấy, thế là một cái công năng của cái màn Android rồi. Và xe thì như chiếc xe này thì đây, động cơ máy thì quá êm rồi. Động cơ máy zin tuyệt đối cho anh em. Đấy, ốc còn chuẩn chỉ luôn, chưa có động chạm. Đấy, máy thì chưa có mổ máy hạ nhá, nên là anh em yên tâm. Và xe thì sử dụng động cơ máy 1.5 Dream. Đấy, mức Dream, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng như con này là nó tiêu thụ rơi vào tầm khoảng 5.6 lít đối với đường trung bình. Và cái dòng này thì nói chung là đi thì quá êm mượt rồi, động cơ máy Honda thì quá bền bỉ rồi, có ABS 4 bánh đầy đủ đàng hoàng. Và xe thì còn ngon. Đấy, keo chỉ zin tuyệt đối, ốc zin chưa có động chạm tháo mở. Và các bác nào mà quan tâm đến xe đẹp, xe nét thì cứ alo cho em. Đấy, toàn bộ đầu răng hai bên ở xe là còn nguyên, tai đèn còn nguyên, mấu nhựa còn nguyên. Và xe thì cam kết là không có lỗi lầm đâm va, tai nạn ngập nước. Đấy, không có thủy kích phạt nguội. Ốc chuẩn chỉ cabo là còn đây. Đấy, anh em mà thích xe đẹp, xe ngon thì anh em cứ em này mà diễn thôi. Ốc các cái ốc của cabo này nó cũng tròn đều luôn. Đấy, không hề lỗi lầm nhá. Thảm nỉ là còn nguyên. Và động cơ máy thì không cần phải nghĩ rồi, máy 1.5. Dầu mỡ thì đây, dầu nó còn vàng này này. Đấy, anh em về là cũng không phải thay thế gì nhá. Hơi thừa hơi khói thì chắc chắn là không cần phải, là ok rồi. Đó. Động cơ máy vừa mượt mà vừa êm ái. Và cái thế hệ động cơ mới này thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, anh em nào mà thích cái dòng Honda City và muốn mua một chiếc xe để dành cho gia đình lành bền thì em mời anh em qua xem xe trực tiếp luôn. Một chiếc Honda City bản G 2022. Đấy, chất xe còn đẹp, máy số thì zin. Đấy, gầm bệ sáng sạch và không hề lỗi lầm. Đấy, đang có mặt tại em Vũ Duy. Và chiếc xe này thì em đang bán cái giá là 439 triệu đồng đây, gầm đây này. Đấy, chưa có rửa nhưng mà nó còn nguyên như thế này. Đấy, chưa rửa nhá. Và chỉ có 439 triệu đồng. Còn anh em nào mà muốn trả góp thì chỉ cần trả cho em là 220 triệu là đã có ngay được chiếc xe này rồi. Vừa rẻ vừa ngon, vừa bổ vừa chất và vô cùng hợp lý. Anh em nào yêu thì điện thoại ngay và xem xe trực tiếp tại quán Toàn Hùng Bàng Hải Phòng. Xin trân trọng cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy. Xin trân trọng cảm ơn.